Xin chào các bạn. Hôm nay anh em mình xin làm một video test cần, đó là cần Shimano Fishing Catcher. Đấy, cần Shimano Fishing này thì có hai ngọn. Đó là một ngọn M và một ngọn ML. Ngọn ML là ngọn dẻo, còn ngọn M là ngọn cứng ạ. Thì sau đây anh em mình xin làm một clip test với 5 chai nước. Mỗi chai nước là 350ml. Và tổng cả 5 chai nước này là 1,8 cân ạ. Sau đây mình xin làm một clip nhấc lên cho anh em xem độ tải cái của nó. Đây ạ, như anh em xem, mình nhấc lên rất là dễ dàng. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.